ngọc nữ đài dài, vẻ đẹp thanh tao cho cảnh quan sân vườn. Trong bức tranh phong phú của thiên nhiên, ngọc nữ đài dài có danh pháp khoa học là Clerodendrum longicepalum nổi bật như một ngôi sao sáng rực rỡ. Loài cây này thuộc họ hoa môi, Lamiaceae, không chỉ làm say lòng người bởi vẻ đẹp thanh tao mà còn bởi hương thơm dịu dàng lan tỏa vào ban đêm, tạo nên một không gian thơ mộng và bình yên. Cây ngọc nữ đài dài là một tiểu mục cao khoảng 3 mét với các cành tròn và lá thon dài, hình xoang bánh bò. Lá của cây có bìa răng cưa nhỏ, không lông và mềm mại, tạo nên vẻ ngoài vừa mỏng manh vừa mạnh mẽ. Những chùm hoa trắng tinh khiết mọc tụ tán ở ngọn nhánh, mang đến một vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết. Ngọc nữ đài dài được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới của Campuchia, Lào và Việt Nam, đặc biệt là ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Cây thường nở hoa từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau và ra quả vào tháng 12, tỏa hương thơm mạnh mẽ nhất vào ban đêm, mang lại sự thơ mộng cho cảnh quan xung quanh. Ngọc nữ đài dài mang lại giá trị thẩm mỹ cao và sự đa dạng sinh học cho khu vườn. Những chùm hoa trắng lớn không chỉ làm đẹp thêm cho vườn nhà mà còn tạo ra một không gian thanh lịch và lãng mạn. Màu sắc tinh khiết của hoa kết hợp với màu xanh mướt của lá tạo nên một cảnh quan hài hòa và bắt mắt. Những chùm hoa trắng tinh khôi tạo điểm nhấn ấn tượng, tăng tính thẩm mỹ và sự hấp dẫn cho không gian sân vườn. Ngọc nữ đài dài giúp tạo sự phong phú và đa dạng sinh học, góp phần làm cho môi trường xung quanh trở nên sống động và tràn đầy sức sống. Với khả năng chịu hạn tốt, cây ngọc nữ đài dài có thể phát triển mạnh mẽ ngay cả trong điều kiện mùa khô, giảm bớt công chăm sóc và tiết kiệm nước. Ngọc nữ đài dài không chỉ làm đẹp cho khu vườn mà còn là loài cây lý tưởng để trưng trong nhà vào dịp Tết Nguyên Đán. Hoa của cây nở rộ từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, trùng với thời gian Tết, mang lại sự tươi mới và may mắn cho gia đình. Hương thơm dịu nhẹ của hoa lan tỏa vào ban đêm tạo cảm giác bình yên, thanh tịnh, góp phần vào không khí ấm cúng và hạnh phúc của ngày Tết. Cành mai tươi thắm đón xuân về đây, lọc xuân cho ta những điều may. Đàn chim én tung bay hòa ca, hân hoan đùa vui. Mọi người nao nức vì xuân sắp về, rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi, cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca. Ngọc nữ đài dài với tên khoa học là Clerodendrum longicepalum thực sự là một báu vật từ thiên nhiên với vẻ đẹp tinh khiết và giá trị đa dạng. Hãy cùng bảo vệ và trân trọng loài cây tuyệt vời này để thiên nhiên luôn rực rỡ sắc màu và đầy sức sống, đặc biệt là trong những dịp lễ quan trọng như Tết Nguyên Đán.